sẽ nói nhanh lại cái đoạn này thì đầu tiên thì thắng muốn nói về sàn giao dịch chứng khoán để cây giới thiệu với anh chị nhà đầu tư thì thắng là hiện tại đang làm ở phòng phân tích của anh chị rủi ro của sàn để cây chi nhánh miền trung thì thắng lần trước cũng là đã hỗ trợ nhà chị nhà đầu tư mở lớp về xu hướng của thị trường năm 2021 để anh chị có thể nhận định và đưa ra những cái phương án đầu tư thì lần này thì thắng muốn chia sẻ sâu hơn để giúp cho anh chị biết xu hướng của thị trường là gì và anh chị có thể nắm bắt được cái xu hướng tăng giảm và đi ngang để mà mình có thể đầu tư nó hiệu quả hoàn toàn hơn tránh cho trường hợp anh những anh chị nhà đầu tư đã biết về vốn đúng không ạ về vốn của mình về phương pháp giao dịch của mình rồi và biết cái mã phiếu nào mình nên mua rồi nhưng mà chúng ta mua vào lúc thị trường nó đang giảm giá tức là xu hướng giảm thì chúng ta phải chơi rất là lâu thị trường nó mới phục hồi trở lại. Thì uh, lúc đó chúng ta sẽ bị chôn vốn. Thậm chí chúng ta gặp mà chúng ta phải bơm thêm tài chính vào để cho tài khoản nó khỏe hơn. Đúng không ạ? Thì uh, thắng uh, muốn chia sẻ lại một chút về sàn DCAX. Thì hiện tại sàn DCAX là đang được cấp phép bởi uh, VC Gennady vào năm 2018. Số giấy phép kinh doanh là 24788. Thì hiện tại Deri Chai hoàn toàn được uh, cấp phép về hoạt động trong lĩnh vực tài chính trên thế giới. Và để mà giao dịch trên Deri Chai, thì anh chị nhà đầu tư chỉ cần giao dịch qua nền tảng giao dịch MetaTrader 4, tức là MT4. Thì nền tảng này á, là một trong những nền tảng chung của thế giới, giúp anh chị nhà đầu tư có thể mua bán thứ nhất hàng hóa, vàng, bạc, dầu, thứ hai là cổ phiếu, thứ ba là những mua những đồng tiền, euro, D tỷ giá của các đồng tiền này thế làm thế nào để anh chị nào đầu tư đầu tư ở trên thị trường này thì chị đầu tiên là cần phải mở một cái tài khoản giao dịch đúng không ạ đăng ký một mở một cái tài khoản giao dịch sau đó chúng ta sẽ xác minh lại cái tài khoản của mình về những thông tin cho xác thực rồi mình có thể đăng nhập lên nền tảng dịch MT4 và có thể nạp vốn vào và mua bán giao dịch và sẽ kiếm lợi nhuận thông qua hình thức này đó. thì làm thế nào để mà anh chị nhau tôi có thể nạp vốn vào đầu tư thì DKJ hiện tại đang hỗ trợ rất là nhiều hình thức nạp tiền anh chị có thể nạp tiền trực tiếp tại ngân hàng thứ hai nữa là có thể nạp qua banking thứ ba là có thể nạp trực tiếp trên trang chủ DecaTrade à, thì mình có thể đăng nhập lên tài khoản mình lên như đó và mình nạp trực tiếp luôn thì thường là hình thức anh chị nhà đầu tư đang rất là rất là thích ưa thích chính là hình thức nạp tiền qua banking vì nó thứ nhất là nó tiện và nó nhanh tiền nó sẽ vào tài khoản rất là nhanh à, cái thứ hai nữa là có nhiều anh chị nhà đầu tư đang quan tâm À, về thắc mắc về mức vốn có thể tham gia đầu tư được ở trên thị trường chứng khoán thì mình có thể là đầu tư với mức vốn nào cũng được không yêu cầu tối đa cũng không yêu cầu tối thiểu chỉ là tùy phục vào thứ nhất là mong muốn đạt lợi nhuận của mình là bao nhiêu phần trăm thôi đúng không ạ ví dụ như phần trăm của một ngàn nó khác phần trăm của mười ngàn nó khác cái thứ hai nữa là tùy vào cân đối tài chính của mỗi cá nhân thì mình sẽ đưa ra cái số vốn nhàn rỗi ấy, mình đầu tư nó nó phù hợp cũng không có như ai được đúng không ạ à? cho nên là sàn chay hiện tại đang hỗ trợ đồng 7 cho các nhà đầu tư. Đối với cổ phiếu thì là bảy 7 1 năm 50. Và đối với các loại hàng hóa khác thì đồng 7 từ 100 đến 400. Tùy anh chị có thể tùy chỉnh. Mình có thể lựa, lựa chọn. Đó. Thì đó là hình thức đầu tư về sàn chay hiện tại đang hỗ trợ. Còn hôm nay quay về lớp học chính thì uh, thắng sẽ chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư xu hướng thị trường là gì. thì uh, trước mắt anh chị uh, cần phải hiểu thị trường xu hướng của thị trường là gì. sau đó thì mình sẽ đi tìm, đi tìm cách nhận biết được cái xu hướng thị trường để mà mình tối ưu hóa được cái lợi nhuận khi mình giao dịch, mình mua bán cổ phiếu hay là bất cứ loại hình thức đầu tư nào sử dụng giá. thì uh, như anh chị thấy đây, đây là cái biểu đồ đúng không ạ? À? Biểu đồ giá một uh, trong những uh, tất cả các loại đầu tư uh, thể hiện niêm yết giá thì đều nó có có dạng như thế này thì ở đây thì uh, mình đang quy định và nến xanh tức là nến uh, nến giao dịch trong phiên ngày hôm đó nó tăng đỏ đây là trong phiên giao dịch nó giảm thì uh, với giá anh chị đầu tư ấy, thì tất nhiên là chúng ta sẽ thấy là liên tục có những nến xanh liên tục có những nến đỏ đúng không ạ nhưng nhưng mà khi mà những nến xanh nó tạo ra một cái xu hướng thị trường thì nó sẽ là uh, sự trường sẽ có ba cái xu hướng chính một là xu hướng đi lên hai là một trong những xu hướng đi ngang và ba là xu hướng đi xuống thì uh, để làm thế nào để mà xác định được cái xu hướng thị trường này đó thì uh, thì đây là cái lý do mà thắng muốn mở cái lớp học này để chia sẻ các anh chị nhà đầu tư đúng không ạ ở đây thì thấy xu hướng tăng người ta gọi là upchain là giai đoạn mà giá của tài sản chuyển động theo xu hướng đi lên thì cái này nói thì chúng ta rất là dễ nhưng mà quan trọng là thực tế thì chúng ta không biết được đâu là xu hướng lên thậm chí là không biết được là đây, có phải là xu hướng lên hay không mua vào rồi nó có lên hay không đúng không ạ đó nhưng mà theo lý thuyết ấy thì khi mà giá của tài sản nó chuyển động thu, theo xu hướng đi lên thì tức là chúng ta đang ở một trên xu hướng lên và giá nó liên tục liên tục biến động trong một cái khung giá tức là nó biến động trong một cái vùng giá và giá trị của nó không thể đổi nó cứ biến động liên tục liên tục trong cái vùng giá đó thôi thì đó là một cái thị trường xe quay đi ngang à, khi mà thị trường nó thoát khỏi cái vùng những cái vùng vùng giá đó rồi nó có thể là nó đi lên hoặc là đi xuống đúng không ạ và khi giá nó giảm thì chúng ta gọi là xu hướng đi xuống thế thì cấu tạo cũng một một xu hướng như thế nào gọi là một xu hướng giảm như thế nào là một xu hướng tăng thì chúng ta sẽ đi qua coi cấu trúc của xu hướng thì ở đây thì ở đây uh, có xu hướng thứ nhất mà thắng muốn chia sẻ với anh chị đầu tư đó là thị trường tăng trưởng ổn định ở đây anh chị thấy đó, xu hướng tăng ổn trưởng tăng trưởng ổn định là như thế nào ở đây thứ nhất để mà một xu hướng tăng chúng ta phải xác định có cấu tạo là gì thứ nhất đỉnh đỉnh là cái này như thế à đó thì với cái đỉnh này thì chúng ta sẽ nối lại với nhau ví dụ như thế này, đó chúng ta sẽ nối lại với nhau anh chị thấy không? Và đỉnh cao, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tức là đỉnh sau này nó sẽ cao hơn đỉnh trước, liên tục đỉnh 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 sau này nó cao hơn đỉnh trước, đó, đỉnh này nó cao hơn đỉnh này, đó, ở đây thì mình gọi là một này, đây là hai đi, đây. đây là ba, đúng không ạ? Đây là bốn, thì bốn cái đỉnh này liên tiếp đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, thì chúng ta đã gần như là xác định đây là một trong những xu hướng tăng rồi và chúng ta cần thêm một yếu tố nữa đó là một yếu tố là đáy chúng ta cũng nối đáy là như thế này đúng không ạ chúng ta đang có đáy một phẩy đi à, hai phẩy hoặc là đáy a b c d đó thì với cái đáy này á nó cũng y như thế đáy sau nó phải cao đáy trước đó thì chúng ta đang có một cái xu hướng tăng trưởng rất là ổn định đúng không ạ và một yếu tố thứ ba nữa chính là sóng sóng ở đây là gì sóng là nếu như một con sóng cuộn trào vậy đấy thì đây là một con sóng này đó một con sóng đúng không ạ và sóng sóng này tiếp theo này nó là cao hơn sóng trước đó thì như thế này là chúng ta đang có một xu hướng tăng trưởng ổn định đúng không ạ đấy thì chúng ta nhìn quan trọng là nhìn gì đáy và đỉnh thôi để mà xác định xu hướng giá thì giá nó có biến động xanh đỏ xanh đỏ liên tục đấy chúng ta không quan tâm chúng ta quan tâm là chúng ta xác định được đỉnh và đáy đó thì anh chị có nhà đầu tư nào có phần nào không hiểu thì anh chị nhà đầu tư hãy cứ chắc lên thì thắng sẽ trao đổi với anh chị một lát sau sau khi mà chia sẻ về phần nội dung của buổi học cái thứ hai nữa trong một xu hướng tăng sẽ có một cái xu hướng tăng trưởng mạnh đó làm thế nào chúng ta để xác định được đó là một xu hướng tăng trưởng mạnh thì nó cũng bao gồm ba yếu tố như thế thứ nhất khoảng là xu hướng tăng trưởng mạnh đó, thì nó cũng giống như là xu hướng tăng trưởng ổn định nó vẫn là một xu hướng tăng đúng không ạ à? thì nó phải yêu cầu thứ nhất là đỉnh và đáy phải phải đỉnh sau phải cao hơn đỉnh 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 sau phải cao hơn đỉnh trước ở đây đúng không vẫn là cái đỉnh này cao hơn đỉnh này đó và đáy sau cũng phải cao hơn đáy trước thì đó là một số xu hướng tăng nhưng mà chúng ta sẽ phân biệt đâu là tăng trưởng mạnh đâu là tăng trưởng ổn định thì đáy của chính là, là nhờ ổn sóng tức là khi mà chúng ta kết thúc một cái ổn sóng này đây chúng ta kết thúc một ổn sóng này đúng không ạ và cái đáy của cái sóng này tức là ở đây nó kết thúc là cái đáy ở đây đáy của sóng này nó nằm trên cái vùng điều chỉnh của con sóng trước tức là một con sóng tiếp theo này đó nó nằm trên này đó ở đây là cái đáy, cái đáy đây rồi thì nó nằm trên luôn nó vượt qua thậm chí nó vượt qua cái này nữa nó vượt qua cả một con sóng như thế này vậy hình dung được không đó đây là một con sóng chúng ta có thể vẽ được cái hộp thì đây cũng là một con sóng và cái giá này đó nó vượt qua cái này luôn anh chị thấy hình dung được không tức là cái cái đáy này cái kết cái thúc của cái cái sóng này nó phải cao hơn nằm trên cái vùng điều chỉnh của cái cuộn sóng này này đó thì chúng ta sẽ xác định đây là một trong những xu hướng tăng trưởng mạnh và giá sẽ có vùng bộc phá và tăng trưởng mạnh hơn nữa đó là cái đáy này kết thúc một con sóng này á, nó phải cao hơn cái đỉnh tức là cái sóng này nó phải cao hơn cái đỉnh này tức là một xu hướng xuống tăng mạnh anh chị hình dung được không ạ à? đó cái thứ hai nữa đó là một trong những thị trường đi xuống tức là xu hướng giảm thì để một một cấu trúc xu hướng giảm thì nó cũng gần như là như vậy đó ở với những xu hướng giảm thì đáy sau phải thấp hơn đáy trước dễ nhớ được không ạ à? đáy sau thấp hơn đáy trước là tức là ngược lại thôi đúng không ạ à? ừ. thì đáy sau này này nó thấp hơn đáy trước này và cái đỉnh đến sau là thấp hơn đỉnh trước thì nó cũng sẽ tạo ra một cái xu hướng giảm ở đây anh chị hình dung được anh chị nối lại cái đỉnh cái đỉnh cái đáy này đó chúng ta chỉ cần xác định đỉnh và đáy thôi là chúng ta biết được đó là xu hướng tăng hay là xu hướng giảm đúng không ạ à? đấy thì vật cái quan trọng là cái sóng của cái sóng thấp hơn đỉnh của con sóng trước này cái đỉnh của con sóng sau là thấp hơn đỉnh của sóng trước tức là một đây là một con sóng sóng thứ nhất đúng không ạ à? đây là sóng thứ hai và cái đỉnh này nó lại thấp hơn cái đỉnh của con sóng trước Đấy. thì đó là một trong những xu hướng giảm ổn định thì xu hướng giảm mạnh thì như thế nào thì sau đây chúng ta cùng xem này thì đối với xu hướng giảm mạnh thì nó cũng hình dung là như vậy nó gồm có những câu tạo là đáy và đỉnh phải thấp hơn đúng không ạ à? đáy và đỉnh phải thấp hơn nối lại luôn Đấy. nhưng mà cái việc mà cái đỉnh của con sóng nằm sau phía sóng sau ấy, nó nằm dưới vùng điều chỉnh của sóng trước tức là cái đỉnh này nó nằm cả dưới cả cái này nữa anh chị hình dung được không tức là nó có giảm rất là mạnh nó không thể nào hồi lên được ví dụ như đây là một trong xu hướng giảm thì chúng ta sẽ có một cái xu hướng giảm mạnh đây bắt đầu giá thị trường nó phục hồi nó tăng lên lại một chút tạo ra một cái đỉnh và giá nó lại tiếp tục giảm sau theo một cái xu hướng chính của nó là xu hướng giảm thì giá nó bắt đầu có nhịp phim điều chỉnh nghỉ ngơi đây giá nó bắt đầu tăng lên lại một chút nhưng mà cái tăng này á, nó không đủ mạnh để mà có vượt qua cái đáy của phía trước này của con sóng trước đó đỉnh của con sóng con sóng con sóng trước thì nó sẽ tạo ra nó một cái xu hướng giảm mạnh hơn nữa và chúng ta có thể nắm bắt thị trường và chúng ta sẽ dựa vào đó chúng ta sẽ hình dung là chúng ta đầu tư chúng ta giao dịch mua bán tùy theo cái cái phương pháp của mình đó thì đó là thị trường ngoài ra thì còn sẽ có thị trường thì sẽ còn có đi ngang đối với thị trường đi ngang là như thế nào đó là người ta gọi là thị trường đi quay xe quay á thì đây em chị thấy đó ở đây có hai đường màu xanh màu đỏ đúng không ạ à? hai đường màu xanh màu đỏ. Thì đường màu xanh này á nó sẽ là cái đáy, người ta gọi là cái vùng hỗ trợ. Đường màu đỏ này á thường là người ta gọi là cái đỉnh, người ta gọi là vùng kháng cự. Thì khi mà giá nó rơi vào trong cái vùng này á, tức là thị trường nó đang đi ngang, nó đang thể hiện một điều là thị trường nó đang dằn xé nhau, đang đấu tranh với nhau và không bên nào thắng cả, không bên mua thắng hay là bên bán nó thắng cả. Tức là thị trường nó nó nó, nó ngang như nhau đúng không ạ không bên nào thắng nó chưa phân thắng bại thì lúc này ấy, thì chúng ta giao dịch ấy, chúng ta sẽ hạn chế giao dịch thời điểm này một là xu hướng phải rõ ràng nhất là nó phải tăng hai là nó phải giảm còn nếu nó không tăng không giảm nó đi ngang thì mình tốt nhất là không nên đầu tư tại vì giống như là người ta nói là nước uh, bên nào thắng thì chúng ta về phe bên đó gió chiều nào mình theo chiều đó đúng không ạ chứ nếu mà gió mà giờ chưa biết bên nào thắng bên nào thua bây giờ chúng ta mua vào phải chúng ta Uh, chấp nhận rủi ro 50 50 không thì thế thì chẳng khác gì đánh bài đánh bạc rồi đúng không ạ tức là đầu tư thì chúng ta có phải có chiến chiến lược thì thị trường đi ngang tức là đang không rõ xu hướng thì mình sẽ không không hạn chế đầu tư vào cái những thời điểm này mình sẽ ít mua bán giao dịch lại chúng ta, đây uh, thị trường đi ngang nó cũng có thể dạng như thế này tức là nó đi ngang một, một khoảng thời gian và nó có những nhịp tăng trưởng vượt qua cái vùng giá này nhưng mà Rốt cuộc nó vẫn còn đi ngang và nó chưa rõ xu hướng Khi mà thực sự nó rõ xu hướng, nó vượt qua khỏi cái vùng này Thì chúng ta mới biết được xu hướng nó đi như thế nào thì Chúng ta bắt đầu giao dịch à, Ở đây cũng thế Ở đây uh, nó đi ngang trong một cái xu hướng giảm Thì thấy không Thì uh, với cái hình này uh, thì chúng ta có thể uh, dự đoán được là giá cổ phiếu của nó sẽ giảm Khi mà nó vượt qua cái vùng vùng này vì dù sao nó cũng đi ngang nhưng mà nó đang trong một cái xuống đi ngang giảm thì ở đây cũng thế nó đang đi ngang nhưng mà cái đáy này không cái đáy của nó liên tục tăng lên thì chúng ta có thể dự đoán là khi mà nó vượt qua được cái vùng này thì nó có khả năng tăng Hả? chúng ta sẽ dự dựa vào đó chúng ta đầu tư chứ còn thị trường đi ngang như thế này thì chúng ta không biết được đâu là bên thắng bên bại thì chúng ta sẽ không uh, sẽ không biết được đúng không chúng ta sẽ hạn chế đầu tư thế thì uh, cách xác định xu hướng đúng không ạ? chúng ta bây giờ chúng ta biết cấu tạo của một cái xu hướng là như thế nào, nó gồm có đỉnh và đáy đúng không ạ? và đỉnh và đáy nó sẽ cấu tạo và nó tạo cho mình biết đó là xu hướng giảm hay xu hướng tăng. thế thì chúng ta có cách nào xác định được cái xu hướng? thì đối với những anh chị nhà đầu tư mới, thì thắng chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư một cái công cụ, đó là cái công cụ đường uh, moving average. thì với cái công cụ này, anh chị nhà đầu tư rất là dễ dàng có thể nắm bắt được cái xu hướng của thị trường là như thế nào, đó. không cần phải là quá chuyên sâu về kỹ thuật cũng không cần phải quá là một nhà đầu tư thông thái có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần đơn giản là anh chị dùng đường trung bình động hay tiếng việt gọi là đường trung bình động moving average đó thì có thể xác định được cái xu hướng của thị trường. Thì với cái đường trung bình động này á, bằng cái việc mà mình quan sát cái đường trung bình động này mình sẽ nhận định được đó là xu hướng tăng hay là xu hướng giảm thậm chí là mình có thể giao dịch dựa theo cái công cụ đường moving average này chiến lược này chúng ta có thể dựa vào này thì đây đó thì với cái đường moving average như thế này thì chúng ta sẽ set up hai đường một đường ma 10 một đường ma 20 ma 10 có nghĩa là sao ma 20 nghĩa là sao thì đường trung bình động tức là trung bình giá của 10 phiên gần nhất khi mà chúng ta setup MA10 thì nó có quy định chúng ta màu đỏ thì nó sẽ như đường thế này tức là đường giá đóng cửa của 10 phiên gần nhất thì giá nó khá là sát với lại nấy đúng không ạ biến động rất là sát với thị trường và chúng ta sẽ chọn hay một đường trung bình động nó trung bình động của 20 phiên giao dịch gần nhất tức là 20 nến nhé thì mức độ biến động của nó sẽ thư ra dài hơn một chút đó từ hai đường này thì chúng ta sẽ dựa vào đó chúng ta sẽ xác định được đâu là xu hướng thì, thì với việc mà xuống tăng thì anh chị đã thấy chỉ cần giá nó nằm trên đường MA10 MA10 này nó chỉ cần nằm trên đường MA20 nữa chúng ta có thể xác định được đó là một trong những xu hướng tăng <laughs> Cái thứ hai nữa là xu hướng giảm. Với xu hướng giảm thì chúng ta sẽ thấy được đường MA20 luôn luôn nằm trên đường MA10. Như ví dụ như ở đây. Đúng không à? ạ? Đúng không à? ạ? MA10 10 nằm dưới đường MA20 tức là đường màu đỏ này nó chỉ cần nằm dưới đường màu xanh thôi là chúng ta đã biết được đây là đang một trong những xu hướng giảm rồi ví dụ như đây đúng không ạ thì đối với những xu hướng tăng thì như thế nào tăng thì ngược lại đường MA10 này nó phải nằm trên đường MA20 đúng không ạ rất là đơn giản chúng ta không cần phải uh, là một chuyên gia để mà phân tích nến phân tích kỹ thuật để mà xác định đỉnh đáy nhưng mà chúng ta phải hiểu được đó là cái cấu tạo chỉ cần à, mô hình đấy nó tạo ra được đỉnh và đáy thì chúng ta biết là xu hướng giảm hay tăng rồi à, và dựa theo cái đường MA20 này và đường MA10 này tức là đường trung bình động này thì anh chị nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác định được đâu là xu hướng của thị trường và giá của thị trường nó đang tăng hay là đang, nó đang giảm để chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm đầu tư chúng ta không cần phải cần phải quá là kinh nghiệm thì chúng ta mới đầu tư được ở trong thị trường chứng khoán đúng không ạ thì khi mà thị trường mà nó đã xu hướng tăng rồi thì chúng ta đã xác định đó là xuống tăng rồi thì việc chúng ta vào đầu tư có lợi nhuận là chuyện hết sức bình thường đúng không ạ? còn khi mà thị trường nó biến động xấu thì chúng ta có thể tránh, đó. thì chúng ta cái cái này rất là quan trọng để mà chúng ta có thể đầu tư đúng không ạ? kinh doanh buôn bán cái gì cũng thế thôi, ví dụ như chúng ta đã xác định được là xu hướng của thị trường vàng và nó sẽ tăng thì chúng ta mua vào từ trước thì chúng ta có rất là nhiều cái phương pháp để chúng ta có thể gia tăng được cái lợi nhuận của mình thì thuộc vào cái khả năng tài chính của mỗi người thôi đúng không cơ hội nắm bắt thì chúng ta mỗi người là như nhau ừ, thì ở đây thực tế luôn thì để mà thắng có thể là hướng dẫn các anh chị nhà đầu tư có thể setup được cái đường A20 này đầu tiên thì anh chị phải vào trang investing này trang investing này có nhiều anh chị nhà đầu tư không biết trang này là trang của thế giới nha nếu mà anh chị vào trang chính của nó là trang thế giới, nếu mà cho nên là thắng chỉnh hiện tại là trang tiếng Việt đấy để cho anh chị nhà đầu tư có thể dễ đọc hình dung được, thì ví dụ như anh chị nhà đầu tư vào mua cổ phiếu của Apple đi, đúng không ạ? Thế anh chị hình dung được cái biểu đồ của nó này. Đấy, thì đây là biểu đồ của nó. Đấy, có giống như bên kia không? Như thế này thì chúng ta đâu biết được xu hướng nó tăng hay nó giảm. Đúng không ạ? Sắp tới nó tăng hay nó giảm. Thế thì chúng ta sẽ set up đường uh, Movinia về đây. Tức là đường MA ấy. chỉ cần anh chị nhờ từ set up hai đường và chọn vào. Ví dụ như đường MA10. Tức là chọn một đóng cửa phiên 10 phiên đóng cửa gần nhất ấy. Đó, sẽ ấp màu, màu đỏ thì nó sẽ y như lúc nãy như thế này còn ở đây ví dụ như đường dưới này chúng ta sẽ ấp lại đường màu xanh đó đóng cửa của 20 phiên gần nhất thì nó sẽ như thế này đúng không ạ à? thì như cái bài học lúc nãy chúng ta để biết đó, là khi mà giá chỉ cần mà a10 nó trên ma 20 thôi là chúng ta đã biết được đó là xuống tăng này đây chúng ta sẽ hay xuống tăng đúng không ạ à? đó chúng ta cố gắng chúng ta làm thế nào để chúng ta biết được đây chỉ cần mờ xanh này nó nằm trên là xuống giảm đó mà A10 này chỉ cần nằm trên mà 20 đó thì đó là xuống tăng cầu còn xuống giảm thì như thế nào xuống giảm ngược lại thôi đường mà A20 nằm trên đường mà A10 thôi là xuống giảm thì anh chị nhà tôi có thể nắm bắt được thậm chí là anh chị có thể có một cái bí quyết mà thắng chỉ chia sẻ trong cái lớp học ngày hôm nay thôi để thì có thể đầu tư giao dịch chính là cái dấu hiệu cắt nhau như thế này này chính là một trong những cái dấu hiệu đảo chiều của thị trường tức là như thế nào ví dụ như cổ phiếu của Apple bây giờ nó hiện tại nó đang tăng đúng không ạ đó thì chúng ta có thể là thấy đây là tạo ra một cái dấu hiệu đảo chiều ngay ở đây tức là giá nó đang điều chỉnh và ở đây nó cũng tiếp tục cắt nhau ở đây tức là giá của của nó cổ phiếu của nó đang đi lên như thế này đây bắt đầu nó đảo chiều nó đi xuống lại đúng không ạ à? và khi mà nó gặp một cái đường cắt đây á thị trường nó tiếp tục đi lên thế là chúng ta có thể mua vào ngay cái vùng giá này khi giá nó lên đây chúng ta có thể thanh khoản chúng ta bán đi tức là chúng ta có thể giao dịch dựa ngay dựa ngay gì dựa ngay cái cái đường ma này như như thắng chia sẻ lúc nãy như ví dụ như thế này anh chị thấy đường MA 10 không? Nó vừa cắt lên. Đúng không ạ? Nó vừa cắt lên với đường MA 20 thì cái xu hướng của nó sẽ là xuống gì? Xu hướng tăng đó anh chị. Nó tăng đấy. Đúng không ạ? Đơn giản không? Không cần phải phức tạp. Chỉ cần đường MA 10 này nằm trên đường MA 20 là chúng ta biết được đó là xu hướng tăng và xu hướng sắp tới sẽ là một trong những xu hướng tăng mạnh. Tại vì anh chị thấy không? Nó vừa cắt đây nhau để thôi còn khá là xa nữa thậm chí là cái đường này còn có thể mở rộng ra nữa khi mà nó hướng về với nhau nó cắt nhau ấy, thì mới là đảo chiều mới đi xuống giảm Chứ Còn như thế này là chúng ta có thể hoàn toàn tự tin chúng ta mua vào với cổ phiếu Apple đúng không ạ à? đấy thì lớp học trước thắng cũng chia sẻ làm thế nào để em chị biết những công ty nào tốt để mua rồi thì bây giờ ấy, thì anh chị có thể là nhờ vào đường mà đường trung bình trung bình giá này để có thể là biết mua bán cổ phiếu thời điểm nào. Tức là chúng ta biết công ty tốt rồi nhưng mà chúng ta phải là thời điểm nào chúng ta cũng mua đúng không ạ? Đấy. Chúng ta phải dựa vào cái đường này để chúng ta xác định được cái thời gian chúng ta vào mua hợp lý nhất. Đó. Có anh chị nào không hiểu vấn đề này không ạ? Ở đây có anh chị nào có vấn đề gì thắc mắc thì cứ hỏi. Đó, thì tháng thì chia sẻ cho cứ comment trực tiếp. Cái thứ hai nữa là các anh chị nhà đầu tư nào mà muốn học những lớp học mà video trước ấy thì cứ liên lạc với lại thắng vào số zalo này thắng để dưới cái bài này, thì chúng ta có thể xác định được đó thì đó là một số đường cơ bản đối với đường trung bình giá ở đây thì làm thế nào các anh chị có thể là um, xác định được các mã cổ phiếu tiềm năng thì dựa vào đường ma trung bình đó thì ở đây thắng chia sẻ cho anh chị một cái mã cổ phiếu nó đang tăng trưởng rất là tốt. Đây là chính là cổ phiếu của tập đoàn Siemens. Siemens này là một trong những cái công ty về công nghệ, công nghiệp, quản lý điện và rất là nhiều uh, thứ cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đó, thì uh, Siemens nó là công nghệ nó có thể quản lý hết tất cả, nó có thể tạo dựng ra một cái thành phố thông minh, một đô thị thông minh. Đó, và hiện tại Siemens đang hợp tác rất rất là nhiều với những công ty ở Việt Nam, như là VinFast để sản xuất và à, tạo ra một cái nhà máy sản xuất xe máy điện, ô tô điện à, của của VinFast và cũng tham gia vào chuỗi cung ứng trong à, hệ thống quản lý điện của các hệ thống xe Vin, VinFast. À. Thì à, Siemens thì nó đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 rồi, hơn 25 năm thúc đẩy phát triển à, hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước Việt Nam chúng ta. Ở đây thì... À, Uh, đây đây anh chị thấy á tập đoàn xi hiện tại đang tác hoặc, uh, hợp tác toàn diện với lại chính phủ Việt Nam mình trong cái con con đường công nghiệp hóa 4.0 thì hiện tại xi giá cổ phiếu của nó là 130 euro trên một cổ phiếu khi mà anh chị tham gia vào trong thị trường chứng khoán á chúng ta mua cổ phiếu này á qua CFD chỉ có 2,5 euro thôi chỉ một cổ thôi với cái tập đoàn công nghiệp đa quốc gia của Đức này á nó được thành lập từ lâu đời rồi từ năm 1847 và các lĩnh vực của nó thì như đây công nghiệp cơ sở hạ tầng năng lượng chăm sóc y tế thì với tập đoàn mê này lý do vì sao chúng ta đầu tư vào thời điểm này thứ nhất đó là cái công ty sản xuất về công nghiệp lớn nhất ở châu âu và có mặt rất là nhiều ở quốc gia và khu vực trên thế giới việt nam là một trong những thị trường lớn của đông nam á của tập đoàn mê này thì với với việc mà công ty sima hiện tại nó đang chiếm hơn 30% thị phần tại trung quốc và doanh thu tập đoàn này tăng từ 12% và quan trọng nhất là thu từ cái mảng năng lượng tức là quản lý điện và quản lý uh, quản lý hệ thống điện ấy. thì việc hệ thống điện này nó đang là một trong những xu hướng của của thế giới và các thành phố nó sẽ hướng tới cái việc quản lý điện để làm thứ nhất là nó chỉ có thể là hạn chế được có những năng lượng điện lãng phí đó, và tạo ra được môi trường xanh cho đô thị giảm thiểu được cái việc mà thứ nhất khi mà quản lý quản lý đô thị thông minh đó chị phải hiểu là nó điều tiết khác bằng bằng một cái hệ trạm trung tâm thậm chí là có thể dùng trí tuệ nhân tạo ai để mà quản lý luôn điều phối luôn thứ nhất là ví dụ như là gì đàn giao thông tín hiệu đàn giao thông chúng ta có thể là đồng bộ với nhau và sẽ không phải cái dễ dàng điều phối giao thông hơn và chúng ta không cần phải cảnh sát như thời thời điểm hiện tại như thấy đa phần là ít rất ít cảnh sát phải điều điều tiết giao thông trừ những trường hợp mà nó kẹt xa thôi thì khi mà cái hệ thống quản lý đô thị của Siemens như thế này nó ra đời nó sẽ giúp cho uh, giúp cho cái những cái thành phố này chẳng uh, có thể điều tiết lượng giao thông nó tốt hơn thứ hai nữa là có thể tiết kiệm điện uh, tắt những cái thiết bị điện không cần dùng thậm chí là nơi nào có xuất hiện người thì lúc đó thiết bị điện nó mới 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 bật thôi thậm chí là các dụng cụ nhà bếp y tế đều như thế cả đó thì đó là cái xu hướng của tương lai xu hướng của tương lai anh chị phải hiểu công nghệ chính là một trong những động lực nó tăng trưởng mạnh thời điểm này á rất là ít những công ty có khả năng tăng trưởng mạnh như những công ty công nghệ bởi vì bản thân công nghệ nếu mà không tạo động lực phát triển thay đổi mình thì nó đã lạc hậu rồi mà lạc hậu trong lĩnh vực công nghệ chính là con đường chết anh chị hiểu không vấn đề là công nghệ một là phải thay đổi để mà đi lên hai là không thay đổi và đi xuống và chết không thay đổi là chết rồi đúng không à? ạ cho nên là động lực của Siemens tăng trưởng thì cực kỳ tốt chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về đó đây Siemens hiện tại đang hợp tác toàn diện với lại điện lực Việt Nam thì giá trị cổ phiếu của Siemens hiện tại đang tăng trưởng rất là tốt anh chị thấy đó từ tháng 3 đây là tháng tư này đó thì nó đến thời điểm này nó đã tăng trưởng hơn 138% giá trị cổ phiếu của nó tức là giá trị tăng trưởng phục hồi như thế này là cực kỳ cao nếu chị đầu tư một căn nhà thì như thế này anh chị đã có lợi nhuận là một căn nhà tiếp theo rồi đúng không ạ à? đó 100% mà hơn tăng trưởng 100% giá trị cổ phiếu mà đúng không ạ và cái việc mà anh chị có thể xác định xu hướng của nó dựa vào MA này chị thấy không thì đây đường MA màu xanh tức là đường MA 20 đó nó nằm trên đường MA 10 thì giá trị cổ phiếu nó đi giảm nó đi xuống này và khi mà đầu nó cắt nhau là anh chị có hoàn toàn có thể chị có thể bỏ vốn mà chúng ta mua rồi và thời điểm này mà anh chị mua tới thời điểm này là anh chị đã một căn nhà đã có một căn nhà tiếp theo rồi chỉ trong vòng từ tháng tư tới thời điểm này tháng tư năm ngoái đúng không ạ à? đó chỉ từ tháng 4 năm ngoái thôi là anh chị đã có thể có một căn nhà khi mà anh chị đầu tư vào simen rồi thì chúng chị hoàn toàn có thể dựa vào những cái phương pháp mà thắng chia sẻ để chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội của mình đó anh chị hình dung được cái vấn đề không thì ở đây với việc khuyến nghị đầu tư cho anh chị nhà đầu tư thì anh chị thấy với cái mức vốn đầu tư chỉ cần 20.000 euro thì giá hiện tại của nó là 130 euro về một cổ tức là giá trị CFD của nó là uh, 2,5 euro thì việc mà anh chị nắm giữ 1.000 cổ phiếu thì chắc chắn lợi nhuận của anh chị sẽ nhận được từ cổ tức ở đây là cổ tức nha tức là ngày cổ tức đây là đã đậm là ngày 4 tháng 2 nó chi trả cổ tức là 3,5 euro này đó cái này là nó niêm yết chắc chắn thì với 3,5 euro như thế này anh chị là có 4,2 đô trên một cổ phiếu rồi tức là nắm giữ 1.000 cổ thì chắc chắn anh chị đã có lợi nhuận chắc chắn 100 luôn là 3.500 euro vào ngày 4 tháng 2 này thì nó chỉ trả cổ tức mà và việc mà nó tăng trưởng dự kiến ấy, thì các chuyên gia có thể nhận định trong ngắn hạn nó có thể tăng từ 5 giá trong 6 phiên giao dịch nữa đó thì với hai với uh, nắm giữ việc mà nắm giữ 1 ngàn cổ lấy 2.000 cổ như thế này á thì anh chị có thể nhăn năm giá lên là anh chị đã có lợi nhuận là à, 2.500 euro Đó là. tổng lợi nhuận của anh chị từ cái thương vụ này là 3.500 euro cộng với 5.000 euro bằng 8.500 euro tầm là 240 triệu Ở đây là tôi ghi lộn là 1.000 cổ phiếu mà ghi là 2.000 cổ phiếu đấy nhân năm là, là 5.000 euro thì tỷ suất sinh lời của nó thì nó chính xác tổng lợi nhuận của nó dự kiến có thể là đạt được là 5.000 euro tăng trưởng và 3.500 euro là chắc chắn nhận được tức là chúng ta đã có thể có lợi nhuận được hơn 20% trăm ừ, đúng rồi à. Ừ, thì mức vốn đầu tư này chỉ là một bài toán ví dụ thôi nếu mà anh chị nào tư đầu tư tùy thuộc vào số vốn của mình thì đầu tư càng cao thì anh chị có thể mua được nhiều cổ phiếu hơn mà lợi nhuận sinh lời thì nhiều hơn đúng không ạ thì 3.500 euro thì lợi nhuận chắc chắn rồi đó thì với 20.000 euro chúng ta đầu tư mà chúng ta có lợi nhuận từ 2.000 euro đó là 10% lợi nhuận rồi đúng không ạ thì nó rơi vào tầm khoảng 17% phần trăm chắc chắn lợi nhuận là 17%. Tức là gần 20% đấy. Đó, thì đó là lợi nhuận chắc chắn, còn tăng trưởng nữa, tức là chúng ta sẽ mua ở vị thế nào? Tức là thời điểm nào chúng ta mua? Tức là bây giờ xu hướng của nó như anh chị thấy như cái biểu đồ như thế này này. Đó, nó đang tăng như thế này rất là mạnh đúng không ạ? À? Đó, thì nếu mà chúng ta được chúng ta mua ở vùng giá thấp hơn một chút, tất nhiên là nó sẽ có những nến xanh nến đỏ đây. Vì chúng ta chỉ là làm thế nào? Vào vốn trước trong tài khoản ấy. Sau đó chúng ta canh mua ở vùng giá thấp cái vấn đề này á, thì có sẽ mỗi tài khoản giao dịch ở Chay sẽ có chuyên gia hỗ trợ một một cho các anh chị nhà đầu tư thứ nhất là giúp anh chị quản trị được vốn để giúp cho anh chị biết được là với số vốn đó thì nên mua bao nhiêu cổ phiếu thì nó an toàn cái thứ hai nữa là giúp anh chị đưa ra những chiến lược nó phù hợp với mình có những người anh chị thích đầu tư cái này đầu tư cái kia thì chuyên gia nó sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị đó thì cái thứ hai nữa nó sẽ giúp cho anh chị thời điểm để anh chị vào vốn đầu tư mua lúc nào là đẹp cái hai nữa bán lúc nào nên bán lúc nào thì các chuyên gia thì đều có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở trên thị trường chứng khoán đó thì để bản thăng thắng cũng hiện tại cũng đang rất là hỗ trợ rất nhiều anh chị nhà đầu tư đầu tư từ mức vốn từ 100 đến 200 nghìn đô đó thì thắng hiện tại đang hỗ trợ các anh chị nhà đầu tư trực tiếp thì anh chị thấy đó đây là lợi nhuận chắc chắn từ cổ tức rồi chỉ là lợi nhuận tăng trưởng dự kiến đó, có thể tăng được năm giá nhưng mà mình mua ở vùng giá nào nếu mình mua giá thấp ấy thì chúng ta sẽ có nhận được lợi nhuận tăng trưởng tối đa hơn đúng không ạ thậm chí nhiều hơn đó còn khi mà chúng ta mua vùng giá cao ngay trên đỉnh ấy thì lợi nhuận thứ nhất là chúng ta là thu hẹp dần và cái thứ hai nữa là chúng ta còn có thể cầm, thậm chí không an tâm nữa đúng không ạ nắm giá nắm giữ mà chắc chắn cổ tức nó chia rồi thì mình làm thế nào mình mua 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 giá rẻ thôi đúng không ạ nó cũng không có gì khác nên chúng ta khi mà chúng ta đi mua hàng hóa bên ngoài ấy, ví dụ như là cái một cái tủ đó, một cái giường hầm với một cái xe đó, hoặc một con nhà đi nó cũng y như vậy đó một căn nhà với một cái giá trị như thế chúng ta đã biết rồi tiềm năng nó tốt rồi chỉ là làm thế nào để chúng ta mua được cái giá thấp thôi chúng ta chờ chúng ta giá nó giảm một tí một tí thôi thì chúng ta mua chứ còn bây giờ mà đợi nó giảm sâu thì, thì rất là khó đúng không ạ à? thì đây này đây, cổ tức ngày 4 tháng 2 niêm yết rất là công khai và minh bạch và tổng kết cái chỉ số trung bình động này, cũng như các chỉ số phân tích kỹ thuật hiện tại đều đánh giá là nên mua mạnh và ít ít cái chỉ số có thể thể hiện là nó việc nó bán đó thì hiện tại anh chị thấy đó đó là một trong những cái cách thức mà anh chị có thể xác định được xu hướng của thị trường thì hiện tại có anh chị nhà đầu tư nào có câu hỏi gì không à, ở đây có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư nói về việc đầu tư mua ximen nhưng anh Đạt hỏi là vốn 5.000 đô thì mua bao nhiêu cổ xi măng được chuyên gia? Thì với cái mức vốn mà 5.000 đô thì anh chị nhà đầu tư có thể là mua 500 cổ phiếu của tập đoàn xi măng. Đó. Thì với 500 cổ phiếu tập đoàn xi măng là anh chị đã nhận được là 2.100 đô tiền cổ tức. Tại vì nó 3,5 euro là tức là 4,2 đúng không? 4,2, 4,2 đô thì 1.000 cổ là chúng ta có được 4.200 cứ 500 cổ là chúng ta có được 2.100 đô rồi đó, nó cũng tương ứng là bao nhiêu gần cao đấy đó. còn mua ở vùng giá nào thì tốt thôi giờ mua là 4 tháng 2 chắc chắn nhận cổ tức và nhận như thế nào chuyên gia thì cổ tức này á, thì các tập đoàn nó sẽ chia thẳng tiền mặt vào trong tài khoản giao dịch của anh chị nhà đầu tư thì mình có thể là rút vốn rút tiền cổ tức ra để mình chi tiêu hoặc là mình có thể tái đầu tư dùng tiền đó mua thêm cổ phiếu cũng được nó nói chung là nó sẽ chuyển bằng tiền mặt nó chi trả bằng tiền mặt đó còn anh Dũng đang hỏi là mua như thế nào à, có thể là anh Dũng là anh Dũng vô sâu nhưng không theo dõi được cái thông tin của thị trường thì như thắng chia sẻ là anh chị nhà đầu tư để mà tham gia trên thị trường thì anh chị cần mở một tài khoản giao dịch thì nó như một cái tài khoản ngân hàng của mình thôi đúng không ạ à? cái thứ hai nữa là mình có tài khoản rồi mình sẽ đăng nhập lên cái nền tảng giao dịch MT4 ấy. mình cài trên điện thoại, máy tính, mình mua bán trực tiếp trên cái tài khoản của mình luôn, mình sẽ không cần đi ra đâu để mua cổ phiếu cũng như là bán cổ phiếu cả, mình sẽ mua bán trực tiếp trên đâu luôn. À. chào chuyên gia, tôi mới tìm hiểu thị trường, giờ làm sao để đầu tư? đầu tư thì như lúc nãy chúng ta chỉ cần mở tài khoản, vào vào vốn, đó. À và mua cổ phiếu thôi lựa chọn cổ thích cổ phiếu nào thì mua cổ phiếu đó thôi à? nhưng như chúng ta đầu tư bất động sản ấy, đúng không khi mà chúng ta đầu tư bất động sản thì thực tế là chúng ta đi coi đắt và thấy đắt nào nó được giá thì chúng ta vào chúng ta mua thôi đúng không à. có nhiều anh chị đang hỏi mức vốn thì thắng cũng chia sẻ thứ nhất là mình cân đối tài chính của mình từ số tiền nhàn rỗi mình đầu tư cái thứ hai chính là việc mà mình uh, mong muốn lợi nhuận như thế nào ví dụ như chúng ta đầu tư như thương vụ nãy chúng ta nhận được cổ tức nó rơi vào tầm khoảng 20 phần trăm giá trị cổ phiếu lợi nhuận chắc chắn rồi nhưng mà 20 trăm của 1.000 nó lại khác 20 phần trăm của anh chị đầu tư 10.000 đúng không ạ à? 20 phần trăm của 1.000 anh chị có đầu tư là có lợi nhuận được 200 đô đó, nó rơi tầm 4 triệu khoảng 4 triệu 4 triệu 6 4 triệu. đó Thế còn khi mà chúng ta đầu tư ở mức vốn là 10.000 đô thì chúng ta đầu tư 20% chúng ta không có lợi nhuận là bao nhiêu 2.000 đô nó rơi vào tầm 46 triệu cổ tức của nó thì cái này là mong muốn lợi nhuận của mình như thế nào thì mình đầu tư mức vốn như thế nào thôi đúng không ạ, à? tỷ suất sinh lời nó sẽ cao hơn à, có nhiều anh chị đang hỏi là đầu tư mức vốn 5.000 thì còn có chương trình của nó gì không thì cái này anh chị có thể hỏi những bạn support chuyên gia những bạn support hỗ trợ mình đấy để mà có thể mua bán cổ phiếu cũng như là đầu tư có những chương trình hiện đại như thế nào có những anh chị nhà đầu tư nào còn những thắc mắc về trong thị trường ấy thì cứ hỏi liên lạc với lại cái Zalo 09267 39349 thì thắng sẽ chia sẻ thêm chỉ sâu hơn còn thời gian buổi học thì nó cũng có hạn thì nếu anh chị nhà đầu tư nào không có câu hỏi về thị trường à, gì nhiều ấy, thì tháng xin uh, kết thúc buổi học ngày hôm nay à, anh Minh đang hỏi là vào đầu tư có chuyên gia hỗ trợ 11 đúng không thì cái này là chính xác cứ mỗi tài khoản nhớ, đăng ký tại DK Chai, thì uh, sẽ có một chuyên gia hỗ trợ 11 support hỗ trợ chính cho mình mình có thể cập nhật thêm thông tin tham khảo thêm những uh, ý kiến để chúng ta đầu tư à, thì uh, hôm nay thì tháng xin kết thúc buổi học ngày hôm nay chị nhà đầu tư uh, nó có thắc mắc gì cứ liên lạc với lại Zalo 0926739349 à, Thắng xin uh, kết thúc lớp học ngày hôm nay nhé Xin chào và hẹn gặp anh chị các nhà đầu tư uhm, bonus thì cứ liên lạc với những bạn support hỗ trợ mình vào lớp học ấy để hỏi những chương trình còn Thắng hiện tại thì hỗ trợ mở lớp để chia sẻ với anh chị nhà đầu tư thôi uhm. Xin chào các anh chị nhé